Chào mừng anh em trở lại với channel của mình này nè. Đây mình là Sủn Jupiter đây anh em ơi. Đây và đây hình ảnh trước mắt của anh em là một fan ruột của mình anh em ơi. Đấy, làm YouTube đương nhiên là phải có fan ruột rồi anh em ơi. Mình có tầm khoảng từ 5 đến 10 người fan ruột anh em. Đấy. Và đây bạn này thì rất là uy tín luôn nè, đây rất là ruột luôn anh em ơi. Đây hầu như các kênh nào của mình là bạn ấy cũng đây ủng hộ và vào đăng ký, like gì đủ thứ luôn nè. Đấy và một số chương trình khác thôi anh em ơi. Đấy tham gia vào nhóm của mình anh em và rất là nhiệt tình luôn anh em ơi. Đấy và buổi nay anh em mình quyết định anh em ơi gửi cho bạn ấy đây. Đây là số tiền anh em, tiền Cambodia anh em, 4.000 tiền Cambodia anh em ơi, làm lưu niệm thôi anh em ơi. Giá trị tầm khoảng 20 mấy ngàn thôi anh em ơi. Gửi và tiền ship tiền gì là mình lo hết anh em. Đấy fan ruột phải mình chơi chịu chơi rồi anh em ơi. Đấy và ở đây mình đã xin thông tin của bạn ấy anh em. Đây. Đấy bạn ấy sợ mình không free ship nữa, mình free ship cho luôn anh em ơi. Đấy. Và anh em lưu ý thấy tên thấy số điện thoại người ta đừng vào quá anh em. Đây người ta có vợ có chồng gì hết trơn rồi. Đây. Đây và đây mình sẽ vào cho anh em xem số. Mình gửi thêm thôi anh em ơi. Đây. Và đây bây giờ mình sẽ tiến hành đóng gói cái này gửi cho bạn ấy thôi anh em ơi. Đấy anh em ơi, đây hàng đã đóng gói rồi anh em ơi. Đây. Đây, đây là mã đơn hàng của mình đã gửi cho bạn ấy anh em. Đây. Và đây mình sẽ vào Zalo luôn anh em, chụp ảnh gửi cho đấy uy tín chút anh em ơi. Đây và bây giờ mình chờ đợi thôi anh em ơi, khi nào bạn ấy nhận được hàng thì mình lên video cho anh em xem cái độ uy tín của mình như thế nào thôi anh em ơi. Thôi video xin tạm ngưng tại đây thôi anh em ơi. Đấy anh em ơi, gần một tuần lễ anh em ơi bạn ấy mới nhận được đơn hàng anh em. Hình như lễ anh em ơi, lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 anh em, nên đơn hàng nhận hơi trễ tí anh em. Đây và cuối cùng cũng nhận được đơn hàng rồi anh em ơi. Đây và một lời cuối cùng anh em. Đây và mình cũng xin rất là cảm ơn bạn ấy anh em ơi, fan ruột của mình anh em. Đây đã ủng hộ mình anh em ơi trong suốt thời gian qua anh em, từ kênh lớn kênh nhỏ kênh bé gì bạn ấy cũng ủng hộ hết trơn anh em. Đấy và nói chung là mình cũng một phần nhờ bạn ấy thôi anh em ơi. Đấy và sắp tới anh em mình sẽ đây kiếm một phần quà lớn nhỏ nè. Đây và mình sẽ tổ chức sự kiện anh em ơi. Đây để tặng thêm những fan ruột của mình anh em. Đấy còn anh em nào nhớ muốn tham gia thì anh em nhớ đăng ký like, đăng ký kênh của mình anh em và theo dõi mình anh em ơi, hoặc nhớ tham gia vào nhóm Zalo nè. Đây nhóm Zalo của mình để dưới video này nè, để mình tổ chức sự kiện mình sẽ phát thêm quà cho anh em nữa anh em ơi. Thôi đấy chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ luôn anh em ơi.